Xây dựng đường gom có hàng rào ngăn cách là giải pháp hữu hiệu để xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt. Vậy nhưng để thực hiện giải pháp này thì cần có quỹ đất. Đây cũng là vấn đề nan giải với nhiều địa phương cho công tác xóa bỏ lối đi tự mở và có nguy cơ là không đảm bảo theo lộ trình đã được chính phủ đặt ra. Trước thực tế đó, thì thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã có hướng đi mới để triển khai xây dựng đường gom, qua đó thì xóa bỏ những nguy cơ mất an toàn đường sắt. Gần 1.200 mét đường gom dọc tuyến đường sắt Hà Nội Đồng Đăng qua địa bàn hai phường Ngô Quyền và Sương Giang của thành phố Bắc Giang đã được xây dựng. Điều đáng nói là dù tuyến đường đã được hình thành nhưng không gây ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống dọc theo đường sắt do được xây dựng trên một phần hành lang an toàn của đường sắt. Phương án này đã được chính quyền địa phương xin ý kiến và được Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường sắt Việt Nam chấp thuận. Luật thì quy định là không được xây dựng các công trình đấy. Nhưng tất nhiên khi nếu xây dựng đó thì địa phương phải thỏa thuận với Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường sắt Việt Nam tổng ty để xem xét mà để khi xây dựng làm sao nó phục vụ cho lợi ích an toàn giao thông tốt hơn, cũng như là nó không ảnh hưởng đến chạy tàu, thì tôi nghĩ rằng cái việc đó là chúng ta cũng nên ủng hộ cái cách giải quyết như thế. Tuyến đường gom hình thành có nghĩa hơn 200 hộ dân sinh sống dọc tuyến không còn phải tự mở lối đi qua đường sắt. Như vậy, nguy cơ xảy ra tai nạn cũng đã được giảm thiểu. Tuy nhiên, hiện công trình được xây dựng trên một phần hành lang an toàn đường sắt, nên hàng rào phải cách đường tàu tối thiểu 3,5 mét. Trước kia thì tai nạn liên tục, cứ đi ra đi lại, thì đa số là những người tham gia giao thông thì toàn ở nơi khác đến, thì người ta đi qua đi lại, thì là hay va quẹt tàu. Từ cái đường gom này là rất ít. Người dân ta cũng mong làm sao là mở rộng cái đường này nữa thì là càng tốt. Những cái tuyến đường mà hẹp mà còn nhỏ thì chúng tôi rà soát và chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư. Đối với những khu vực mà liên quan đến đất mà ảnh hưởng đến người dân mà đang quản lý sử dụng thì chúng tôi sẽ tuyên truyền để người dân mà đồng thuận hiến đất, rồi là tạo điều kiện trong công tác giải phóng mặt bằng để chúng tôi làm được cái tuyến đường cho bộ mặt đô thị thay đổi và cho bà con nhân dân đi lại được thuận lợi hơn. Quy định hành lang an toàn đường sắt để đảm bảo công tác cứu hộ và hạn chế ảnh hưởng cho người dân khi đoàn tàu gặp sự cố. Dành một phần đất để xây dựng đường gom không gây nguy cơ mất an toàn cho đường sắt. Ngược lại, khi người dân thấy hiệu quả của công trình này sẽ đồng thuận hơn trong việc giải phóng mặt bằng, xây dựng đường gom, góp phần thực hiện mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở qua đường sắt vào năm 2025.